Xin chào các cô bác, các anh chị, các bạn và các em. Hôm nay thật sự là ngủ dậy quá trễ các bạn, 5 giờ chiều mới ngủ dậy. Ngày hôm qua thì tại vì hàng của mình bán ở trên online thì họ lại tiếp tục về tiếp, cho nên là thức khuya quá để làm. Nhưng mà nhờ thức khuya, ngày hôm qua mình coi được cho 200 bạn, 200 bạn luôn. Bạn mới cũng có, bạn cũ cũng có, nước trong, nước ngoài gì cũng có hết. Mà video nào mình cũng xem được hết video cho các bạn. Lý do là các bạn biết làm sao không? Nhà mình có 10 cái máy, mình mở hết cả 10. Nhưng mà cái đường internet đó, có nhiều bạn nói rằng là mình xài một cái internet thì không có coi được như vậy. Nhưng mà không phải, mình cũng nói thẳng cho các bạn luôn là mỗi một cái phone của mỗi gia đình mình là có một cái đường line riêng. Chỉ có internet ở nhà thôi. Nhưng mà ngày hôm qua đó mình mở hết cho các bạn bằng những cái phone mà có riêng cái service như vậy. Thành ra các bạn yên tâm là không có bị gì đâu. Coi được cho 200 bạn luôn nha. Video nào mình cũng coi hết luôn á. Tại vì mình thức khuya làm việc đó, cho nên mình mở nguyên dàn máy lên. Các con cái của mình nó ngủ hết đó, cho nên mình mượn hết tất cả các phone luôn. Lên mình coi cho các bạn. Tại vì cái việc làm của mình thì cũng không có phải cực nhọc gì cho lắm. Chỉ có ngồi lấy đồ ra và làm cái ký hiệu, chụp hình và quay video để đăng lên bán hàng thôi. Thành ra là mình có rất là nhiều thời gian để có thể mà ngồi xem cho các bạn. Thì mở một dàn máy lên như vậy đó, rồi liếc qua liếc lại cái video nào mà nó hết thì bấm qua cho một người khác. Mỗi người mình chỉ coi cho các bạn có một lần thôi, trừ những người mà bạn thân của mình đã từng coi cho mình nhiều quá. Thì bây giờ mình bấm đi bấm lại cũng chỉ là cái video đó của các bạn thôi, tại vì các bạn chưa có đăng video mới. Thì mình cũng viết cho các bạn, thì các bạn nhìn cái giờ là các bạn biết rồi, cách nhau bao nhiêu tiếng đồng hồ đó. Thì đó là những gì mình làm được. Là tại vì có người trách mình như vậy nè: chị mở nhiều kênh quá à, thì làm sao mà chị coi được cho người ta, sao không tập trung vô một kênh, hai kênh đi. Nhưng mà mình không có trả lời bạn đó, vì mình thấy bạn đó cũng không có phải là người làm YouTube. Thì chắc có thể là bạn không làm, cho nên là bạn cũng không hiểu được. Thôi thì mình cứ làm theo đúng những cái gì mình muốn thôi. Nhưng mà ngày hôm qua là đạt kỷ lục, coi được 200 bạn. Với cái tánh của mình cẩn thận lắm các bạn. Mình cẩn thận từng lời ăn tiếng nói, từng cử chỉ động tác, và nhìn từ cái ánh mắt nhìn luôn của một người đối diện. Cho nên là mình làm việc gì mình cũng hết sức là cẩn thận, chứ không phải là làm qua loa cho nó xong đâu. Nhiều khi là mình nói để cho mọi việc nó qua đi, nhưng mà cho con mình vui thôi. Nhưng mà sau đó mình chờ khi sự việc lắng động, mình mới giải thích cho con mình biết là cái vấn đề đó không phải là như vậy. Đó là bản tính của mình. Thành ra là khoe với các bạn là đạt kỷ lục xem được 200 người trong 14 máy. Có rất là nhiều bạn luôn đó. Mình không có ghi là bình luận nha các bạn, tại vì mình cũng không có muốn ghi cái lời bình luận ở trong cái phone mà mình mượn của các con các cháu mình. Mình không có muốn, mình chỉ coi cho các bạn thôi. Nhưng mà ngày hôm qua cảm thấy rất vui. Nếu mà ngày nào mà mình cũng làm được như vậy thì chắc là tốt lắm, đúng không các bạn? Nhưng mà mình nghĩ làm không nổi được như vậy. Ngày hôm qua là tại hàng về đó, rồi những cái hội mình mới làm luôn. Cho nên là mình khoe với các bạn đó thành quả của ngày hôm qua. Đến nỗi mà các bạn biết không, mình mê về cái nghề của mình lắm. Cho nên là khi hàng về rồi á, là mình lên lầu, mình đóng cửa phòng lại, mình làm mình không cho cháu ngoại mình lên, không ai lên. Tối cháu mình dặn luôn khỏi lên để hôn ngoại, hoặc là để bye bye ngoại, good night gì hết nha, khỏi luôn con. Ngày hôm nay là giới nghiêm ngay tại cửa của nhà mình. Hôm qua thì ở ngoài tiệm con gái mình có
Stackball xuống kiểm tra để khai trương ngày đầu tiên đó các bạn, và cũng được quay lên truyền hình đó. Nhưng mà mình chỉ nghe cháu ngoại mình nói sơ sơ thôi, mình chưa có hỏi con mình, cho nên là mình cũng không có biết rõ để chia sẻ với các bạn. Thì tối nay con mình đi làm về thì con mình đang bị cấm chạy ở bên nhà kia kìa, thì để mình gọi mình hỏi chi tiết hơn và mình sẽ cho các bạn biết hơn. Là ngày hôm qua thì bắt đầu mở cửa tiệm thì sẽ như thế nào các bạn nha. Còn những cái chi tiết bình thường vui vui thì con mình nói cho mình nghe, mình kể cho các bạn nghe rồi. Nhưng mà về cái luật ngày đầu tiên mở cửa người ta xét như thế nào và người ta như thế nào thì lát nữa mình xin gửi một cái video sau đến cho các bạn nha. Bây giờ mình đi uống cà phê, mình đi nha. Hẹn gặp lại các bạn ở chỗ mua cà phê.
chemistry. Are you sure? Mm-hmm. Oh my god. Have a great day. Okay. You're one of the nicest customers we have. Like, you are so considerate and kind. Thank you very much. Have a great day. You too. Mình nói mà ngày hôm nay người ta lại tặng cho mình nữa. Ngày hôm nay mình order tới 2 ly lận các bạn, nhưng mà người ta lại tặng hết tới 2 ly luôn. Hôm nay thì cháu ngoại mình muốn uống. Đó. Bởi mình nói với các bạn á là người ta tặng cho mình hoài à. Và mình hỏi luôn đó. Mình đã hỏi rất nhiều lần. Thì người ta nói là mình là một người thật là special của tiệm này. Mình uống cà phê tại đây mỗi ngày. Những ngày mình không có đi ra uống thì mình cũng là có người nhà của mình mua về. Tại vì mình uống hơi khác với mọi người một chút, cho nên chỉ là cần order như vậy là người ta đã biết cà phê của mình rồi các bạn. Cho nên là thật sự mình cảm thấy rất vui. Mình vui vì được người ta tặng cho mình. Vấn đề không phải là tiền, nhưng mà người ta phải có thích bạn, có tình cảm với bạn, và phải có một cái gì đó người ta mới tặng cho các bạn, đúng không? Từ đàn ông, đàn bà, phụ nữ thì các bạn biết là ở trong Starbucks thì các cô cậu đó làm cũng trẻ trẻ thôi, chứ cũng không có là lớn tuổi gì lắm đâu. Nhưng mà mình cảm thấy rất là happy các bạn. Happy lắm. Đến nỗi chính con của mình còn lấy làm lạ luôn. Nhưng mà thôi, tại vì mình biết được cái số của mình đó là mình có lọc từ nhỏ cho tới lớn lận các bạn. Thật ra đó, bây giờ lớn rồi mình mới tin rằng là mỗi một con người là có một số phận. Thật sự là đúng, chính xác điều đó là mình tin đó các bạn. Mình có hỏi mẹ mình: mẹ ơi, con hồi nhỏ có phải đẻ bọc điều không, mà sao con thấy con sướng như vậy, sướng từ hồi lọt lòng cho tới bây giờ? Khi mẹ mình nghe mình hỏi như vậy, mẹ mình chỉ biết cười thôi à, chứ có biết gì nữa đâu mà nói. Nhưng mà mình nói thật với các bạn là số mình sướng thật, sướng lắm. Bây giờ là bà ngoại rồi mà cũng sướng. Không những con lo cho mình mà cháu ngoại cũng phải lo cho mình nữa, cũng phải để ý mình, chăm sóc mình nữa. Không biết cả nhà nghĩ mình là gì nữa, coi mình như con nít vậy đó các bạn. Nhưng mà mình ít có bao giờ nói lắm. Các con làm gì thì mình cứ để cho các con tự muốn làm quyết định. Nhưng mà lúc nào cũng hỏi mình. Mình chỉ im lặng và suy nghĩ. Và sau đó vài ngày sau thì mình trả lời là cái công việc đó có thể được hoặc có thể không. Và các cháu thì dĩ nhiên là phải giỏi hơn mình rồi. Vì khi các cháu qua Mỹ có được đi học, vô trường lớp học, học cho tới ra trường luôn. Nhưng mà chắc có thể là ông trời ông ban tặng cho gia đình mình cái nghề kinh doanh. Cho nên là thật sự con mình kinh doanh cũng rất giỏi các bạn. Nhưng mà cô lớn, cô gái lớn thì lấy người chồng, gia đình chồng làm neo. Cho nên là cô đó phải đi theo chồng để phụ giúp thôi. Thì trong 5 năm phụ giúp tiệm neo của bên gia đình chồng thì cũng chỉ biết làm sơ sơ, giống như là nhổ lông mày hoặc là làm chân tay nước thôi, làm bột cũng không có biết làm. Thì chồng thì lại làm rất là giỏi, chồng là làm bột giỏi lắm luôn á, mà vẽ là tuyệt vời. Lúc nào là chồng á, thì làm bột và vẽ cũng toàn là làm khách hẹn không trong 10 năm nay. Và vợ thì làm lông mày và làm khách hẹn thôi. Cho nên cuối cùng thì con gái mình bỏ mình bơ vơ một mình, thì quyết định chọn ngành neo. Chứ lúc trước mà mình buôn bán làm ăn thì con gái mình, hai đứa luôn, lúc nào cũng luôn luôn ở bên cạnh ủng hộ mình. Mình thì không có đi học, không có vô trường lớp gì hết. Cho nên là rất là nhiều việc cũng phải nhờ qua tới sự giúp đỡ của con của mình. Thì quan niệm của nhiều người cứ nghĩ là cha là mẹ là nói con cái phải nghe. Nhưng mà mình thì ngược lại các bạn. Mình biết rằng là khi mình qua Mỹ mình không được vào trường, vào lớp học.
thì là mình đã thua con mình rồi. Cho nên là khi con mình góp ý nói những cái vấn đề liên quan tới nước Mỹ để làm ăn thì mình phải nghe và suy nghĩ điều nào nên làm và không nên làm. Vì với Việt Nam thì con mình không thể bằng mình được, nhưng mà khi qua tới nước Mỹ học và làm theo ở bên Mỹ thì kinh nghiệm của con mình chắc chắn là sẽ giỏi hơn mình. Đừng nghĩ những đứa trẻ là không giỏi. Thật sự bây giờ kinh nghiệm mình cho thấy các cháu ở bên này rất là giỏi. Đối với mình thì mình chấp nhận thực tế. Cho nên đó là lý do gia đình mình rất là hòa thuận và thương yêu nhau. Con cái, cha mẹ đôi khi coi nhau như là bạn bè vậy đó các bạn. Bởi vậy nhiều người họ tới gặp gỡ gia đình của mình đó, kể cả những người từ Việt Nam qua luôn, họ lấy làm lạ lắm, giống như xui gia của mình đó. Hai xui gia luôn. Thì ai người ta cũng nói, ô, sao thấy mẹ của con sống một cái cách rất là thoải mái quá ha. Thì các con đều nói là, hiếm lắm, lạ lắm. Nhưng mà không có bao giờ gây lộn, không bao giờ to tiếng. Và mình nói thật á, cái cách sống của gia đình mình á, nhiều người ngưỡng mộ lắm các bạn. Nhưng mà muốn cho những người mẹ mà làm được những điều đó thì thật sự là hơi khó. Tại vì đa số người mẹ nào cũng muốn con phải nằm trong một cái nề nếp của cha của mẹ. Nhưng những người mẹ đó họ lại không suy nghĩ rằng là con cái của họ sẽ giỏi hơn họ. Vì sao? Vì các cháu qua Mỹ có học, còn mình thì không có học. Mình qua tới Mỹ mình chỉ lo đi làm, đầu tắt mặt tối, người làm một job, người làm hai job, có người làm cả ba job để kiếm tiền nuôi cho con ăn học. Thì con học thành tài. Nếu mà các cô cậu nào may mắn thì không uổng công cha mẹ của mình đã không học hành và dành hết cái phần học hành của mình cho con cái của mình để con cái mình có được ngày hôm nay. Còn cô cậu nào mà không may mắn, ham chơi hoặc là đi vào những con đường sa đọa thì coi như là những người cha mẹ đó không có phước. Nhưng mà với mình thì mình thấy là mình thật sự là sung sướng. Mình ra đời cho tới giờ phút này thì mình chỉ có biết một lời là cảm ơn Chúa đã ban cho mình và cả gia đình mình luôn luôn được sự bình an, yêu thương và hòa thuận. Thì những gì mình làm được thì thật sự mình thấy là mình được đền bù rất xứng đáng các bạn. Mình cũng hy vọng hết tất cả những người mẹ giống như mình cũng được những đứa con yêu thương lo lắng, và các chị các anh cũng hãy sống cởi mở, vì mình cũng đã ở bên Mỹ lâu rồi và mình biết như thế nào, đúng không ạ? Mong rằng tất cả các bạn, mọi gia đình, tất cả chúng ta đều được vui vẻ và nhường phần cho các con các cháu đi. Mình thì lớn tuổi rồi, bây giờ hưởng thụ cuộc sống được 10 năm, 15 năm, 20 năm nữa là vui rồi. Thôi thì mình xin tạm dừng video ở đây và thân chúc tất cả các cô bác, các anh chị, các bạn và các em luôn luôn bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Bye bye, hẹn gặp lại.